Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ, sau đây là bản tin. Giá tiêu hôm nay ngày 23 tháng 12 giảm 4 phiên liền, làm gì để giá ngừng rơi? Giá tiêu hôm nay ngày 23 tháng 12 trong khoảng 78.500 đồng đến 82.000 đồng một ký. Đây đã là ngày giảm liên tiếp thứ tư của thị trường trong nước. Theo ghi nhận, lực bán mạnh khi giá vượt đỉnh 85.000 đồng một ký đã kéo thị trường đi xuống. Thị trường trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới 2024. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 81.500 đồng một ký, giảm 1.000 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 78.500 đồng một ký, giảm 500 đồng một ký. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 79.000 đồng một ký, giảm 1.000 đồng một ký. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 80.000 đồng một ký, giảm 500 đồng một ký. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 82.000 đồng một ký, giảm 1.000 đồng một ký. Giá tiêu hôm nay giảm từ 500 đồng đến 1.000 đồng một ký ở các địa phương còn lại so với cùng thời điểm hôm qua. Đây đã là ngày giảm liên tiếp thứ tư của thị trường trong nước. Theo ghi nhận, lực bán mạnh khi giá vượt đỉnh 85.000 đồng một ký đã kéo thị trường đi xuống. Thị trường trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới 2024. Dù đà tăng đã rõ, nhưng theo các chuyên gia, để tránh thị trường giảm thêm, bà con nên dừng bán ở thời điểm hiện tại, chờ đợi qua dịp nghỉ lễ. Nguồn cung xuất khẩu năm tới dự kiến khó khăn khi tồn kho ở mức thấp và sản lượng 2024 dự kiến giảm. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IBC niêm yết giá tiêu đen lâm bung Indonesia chốt tại 3.874 USD trên tấn, tăng 0,28%. Giá tiêu đen Brazil ETA 570 ở mức 3.270 USD trên tấn. Giá tiêu đen Kuching Malaysia ETA giữ mức 4.900 USD trên tấn. Giá tiêu trắng muôn tóc 6.080 USD trên tấn, tăng 0,28%. Giá tiêu trắng Malaysia ETA vẫn ở 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.700 USD trên tấn với loại 500g trên lít, loại 550g trên lít ở mức 3.800 USD trên tấn. Giá tiêu trắng ở mức 5.500 USD trên tấn. IBC đánh giá thị trường tuần này tiếp tục cho thấy những phản ứng trái chiều khi chỉ có giá hạt tiêu Indonesia được báo cáo giảm. Về xuất khẩu hồ tiêu năm 2023, thống kê từ Tổng cục Hải quan, tính chung 11 tháng năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu đạt xấp xỉ 245,7 nghìn tấn, trị giá 833,2 triệu USD, tăng 18% về lượng và giảm 7,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh để có những thông tin mới nhất.